Trong Đừng Làm Mẹ Cáu tập 22, Happy biết chuyện Hạnh không phải mẹ ruột cô bé. Đáng nói, cả Quân cũng đã nghe được câu chuyện này. Đừng Làm Mẹ Cáu tập 22 hứa hẹn sẽ là một tập phim đầy ắp cao trào khi đoạn PDVW hé lộ cảnh bé Happy phát hiện ra Hạnh không phải mẹ ruột của mình. Đó cũng là khi mẹ con Quân bước vào, Happy khóc lóc nói với mẹ Quân rằng giờ cháu biết tại sao mẹ lại suốt ngày mắng cháu rồi, vì cháu không phải con ruột của mẹ. Lúc này, Hạnh cũng đã khóc hết nước mắt. Cô đáp lại con gái, đúng là con không phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ chăm con từ lúc con còn đỏ hòn. Mẹ không đi học đại học, mẹ không có bạn bè, không có sự nghiệp. Cuộc sống này mẹ chỉ xoay quanh có một mình con thôi. Giờ con muốn mẹ phải như thế nào nữa hả Happy? Tuy nhiên Happy không chịu nghe mẹ nói. Cô bé hét lên, mẹ bảo vì con nên mẹ mới khổ, nhưng thực ra mẹ không phải là mẹ của con ghét mẹ. Yến, Mai Phương và Phú, Trọng Chí vẫn tìm cách để lừa bán mảnh đất ế cho Khôi, Bình An. Hóa ra, khi trở về nước, việc Yến, Mai Phương tiếp cận lại Khôi, Bình An không chỉ có mục đích khiến Khôi ly hôn, mà đằng sau đó, Yến và Phú, Trọng Chí, bạn thân của Khôi lại đang giăng sẵn một cái bẫy để lừa Khôi. Có vẻ như Yến và Phú đã chung tiền nhau mua một mảnh đất. Khi mảnh đất này mất giá và có nguy cơ bị lỗ, Yến và Phú đã bày mưu tính cách để lừa bán Khôi mua mảnh đất này. Yến than thở với Phú là không dễ lừa được Khôi, còn Phú thì ép Yến phải lừa được Khôi bằng được. Phú nói Yến phải giả nai, đã khiến Khôi ly hôn được rồi thì chắc chắn sẽ khiến mua được mảnh đất đó. Liệu Khôi có bị sập bẫy? Bé Voi, Tuấn Phong được bà nội chỉ cho nhiều cách để bố mẹ có thể quay lại với nhau. Sau khi ly hôn, Vi, Quỳnh Lương mới chuyển ra căn hộ khác. Tuy nhiên, Khôi, Bình An vẫn tìm cách thỉnh thoảng qua chơi và ăn tối với hai mẹ con. Nhưng đến tối là Khôi lại về nhà của mình. Điều này khiến bà nội của Voi không thích một tí nào. Mẹ chồng Vi, Nguyệt Hằng vẫn mong Vi và Khôi có thể tái hợp. Cũng giống như nhiều lần khác, bà nội lấy bé Voi để kết nối Vi với Khôi lại. Bà nội mách nước cho Voi ngày nào cũng phải gọi điện cho bố, rồi nhất định phải kéo bố ngủ lại nhà mẹ. Voi cũng bảo với bà nội con cũng đã nhiều lần thử như vậy, nhưng bố Khôi vẫn không chịu ở lại. Nhưng bà nội vẫn kiên quyết nhắc Voi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.